Sau đây là một ca sĩ mà quý vị đang trong đời chờ đợi nhất, một giọng hát mà nói là không hiểu thao lưỡi xin yêu hay mà còn hát quá còn hay hơn xin yêu quý vị. Còn nhớ phải nói là một ca sĩ mà hiện giờ là được tiếng xô nhiều nhất và hot nhất. Xin mời cho một tràng pháo tay để chào đón nữ ca sĩ Lê Nguyên. Còn gọi là Diva Lê Nguyên có đúng không? Xin lời chào thân trọng tất cả mọi người ạ. Happy Thanksgiving. Em rất là may mắn bởi vì là đứng đã gần 20 năm rồi. Kể từ ngày đầu tiên đến Mỹ, thời gian trôi quá là nhanh luôn. Sức gần 21 Thanksgiving thì gặp mọi người và xin chúc tất cả quý vị, xin chúc tất cả mọi người sẽ có một mùa Thanksgiving đầy nhiều sức khỏe, gia đình sẽ luôn luôn bình an, hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đến đây, rất đông đến đây ạ. Và ngay sau đây sẽ là một bài hát rất ngọt ngào với nhau nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.